Chồng là chồng ơi, suốt đời mình yêu mấy thôi. Dù nghèo hay sang, em vẫn luôn luôn mãi bên chồng. Không ơi, Liễu. Gì má? Đang làm gì ngoài vậy? Gì, gì, dạ con đang nhổ tóc ở chồng con. Trời đất ơi, con dịch đâu rồi, không đi coi đó coi cài. Để nó chạy tùm lum la à. Má kêu coi dịch kìa. Dịch đây. Dịch đâu? Dịch đây. Dịch đâu? Má ơi. Má hồ. Má ơi. Cái gì mà kêu thất thanh vậy? Má ơi, gì nó kêu rồi. Đâu vậy? Em biết đâu. Sao má kêu con canh rồi con để đâu mất tiêu vậy? Thôi, nó ở đây mà, nó ở nhà đây nè. Trời đất ơi, nó đẻ một gỗ trứng hả? Một gỗ trứng luôn, giờ nó kêu rồi. Hay là ai bắt rồi ta? Ngày hôm qua má kêu buộc cái chân nó lại mà sao con không buộc lại? Hả? Ai mà biết đâu. Trời ơi. Hay nó có đi ăn vòng vòng đó không? À không, nó kêu rồi. Kì. Ủa đâu rồi ta? Còn thấm đâu rồi? Ông xã ơi. Ông xã đâu? Ui mấy này. Mất tiêu rồi giờ sao vợ? Con dịch đâu rồi? Cái gì má? Con dịch đâu? Nghe mất tiêu rồi kìa. Con dịch nhỏ tiêu hả? Cái dao vợ chồng mấy con. Trời đất, cái nào đi đụng cái nào mà ăn trộm vô lấy không? Chỉ có ăn trộm mới lấy dịch thôi. Ăn trộm nào mà lấy con dịch mà không lấy luôn cái gỗ trứng. Rồi. Cái này là không có cột có lại rồi nó đi nè. Dịch ơi. Kì. Rồi, không phải. Không có nấp đây không con. Nó đi ra ngoài đường rồi người ta bắt nó nè. Rồi, chắc vậy rồi. Chứ ăn trộm mà vô đây là người ta lấy luôn cái gỗ trứng rồi chứ chừa chi. Hay là nó bị lạc chứ đi lạc không? Lạc đâu, đâu thấy dấu chân đâu mà lạc. Đi lạc ngoài đồng lúa không? Ủa giờ rồi. Sao giờ? Sao chẳng gì nữa? Hả? Thôi mua con dịch khác mình thế vô. Thế cái gì? Thế nghĩ sao mà cái trứng khác mà nó ấp được? Thiệt luôn á, dao có nhiêu đó à. Vợ chồng mày cũng không làm được rồi, không biết làm nên gì mà nên trò trống. Hay là bây giờ mình đem trứng này qua nhà người ta để vô mấy con dịch đẻ của người ta, mình để ké. Khi nào nó nở mình đem về. Được không? Không biết nữa, má qua má hỏi thử coi. Được. Đâu chạy ù qua bên nhà mẹ sao hỏi thứ lên. Má đợi con xíu, Ơi, gia tài có con vịt thì thiệt bực mình gì đâu quá trời. Trời ơi. Má mới đẻ có mấy trứng à. Nè, ngồi yên. Ngồi đây nghe, ấp trứng cho chị nha. Mày làm gì vậy? Dạ ở bên kia không có con vịt, con bỏ con chó ấp đỡ. Đây, vô trong đây nằm. Nghe nằm im nha. Không được ăn trứng nha. Trứng là trứng vàng thì nữa nó nở ra con, đúng không? Đó nằm im đi. Rồi. Nhỏ chó sao biết ấp trứng? Hả? Nó nghe nè. Liễu. Hả? Không mấy con lấy vô con ấp luôn đi. Nè ngoan đi ăn trứng nha. Chứ mày nghĩ sao mà con chó mà ấp trứng dịch vậy? Nó đẹp hồi là bể trứng hết trơn luôn á. Không có, em để luôn đây nha. Trời ơi, nó đạp một cái là bể hết trơn trứng dịch luôn. Ngoan nha. Ủa, tôi kêu nó qua bên nhà mẹ Sáu hỏi cái bài dịch của bà mà cuối cùng nó vậy đó. Không có. Nhà Sáu gã bài hết rồi. Nó đường chó nằm mà trước cửa này không, nó qua đi luôn. Ở nguyên cái làng này, ở nguyên cái xóm này con mình nhà bà Sáu có dịch. Con mẹ bay ấp làm sao? Xong qua luôn. Rồi bà Hà nữa. Biết bao nhiêu chỗ chưa có gã bài gì nữa kìa. Ui thiệt chứ sao tệ dữ vậy trời. Để kêu bay để ta tự đi ngon hơn nữa. Tôi mệt quá trời mệt rồi. Nghĩ sao con chó đó mà ấp mà nở ra con vịt được. Mày giỏi mày leo vô mày ấp thử đi biết liền à. Quá trời bực mình kìa. Sao kỳ vậy? Thôi vô nhà anh đây. Ấp ngoan nha. Ái à, rồi. Trời ơi sao nó chạy đi rồi anh. Thôi vô nhà. Mẹ kêu mình bay vô ấp trứng. Trứng. Chính thôi lấy đồ vô trời mưa kìa. Chính ơi lấy đồ vô. Ê. Hả? Làm gì vậy? Vậy con ấp trứng nha Sáu. Ấp trứng tại gì? Cái gì ấp trứng tại gì đâu? Mẹ.
Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi, bà cố nội ơi, bà cố nội. Hả? Ai chỉ bà ấp trứng kiểu đó vậy? Nãy mẹ con kêu quá là mày là giỏi vô à, vô ngồi ấp đi. Trời con ơi, dịch, con dịch mẹ nó chạy mất kêu rồi, không kiếm gặp. Ai bắt nó rồi? Bà ơi bà, con vịt nó mới ấp được trứng vịt. Chứ mày con người mà sao mày ấp được trứng vịt? Sao không? Chứ cái thằng đụng ơi, là sao không biết thôi. Ấp này nó cũng nở gà, nó có hơi ấm nó nở gà. Đúng không? Ơi. Bây giờ mày ấp vậy hoài hả? Ừ. Có công ngồi ấp có ngày con vịt chào đời. Trời ơi, Liễu ơi là Liễu, sao mày mày khờ quá vậy Liễu? Rồi mẹ ngồi mày ấp được bao nhiêu lâu rồi? Mới ấp à, chưa đâu. Rồi mẹ mày đâu? Hả? Mẹ đâu? Mẹ hả? Ừ. Mẹ đi vô nhà. Trời ơi. Thôi mày làm gì làm đi. À Chính ơi, lấy đồ vô, trời mưa kìa. Ồ, mẹ sao không biết gì hết trơn. Vài bữa nó nở ra con vịt, không cho bà con nào đâu. Bữa hôm nay làm gì đây vậy? Sao không vô không nhà đi? Nhà làm gì? Làm gì ngồi bên này vậy? Thôi bắt công chuyện rồi, không vô đâu. Công chuyện gì ngoài này? Vậy làm gì ngoài này? Mẹ mấy đứa kêu vô nấu cơm kìa. Ờ thôi, em ấp trứng rồi, đang bằng ấp trứng nè. Ui, nãy giờ nãy mẹ kêu ngồi ấp cho giờ vô mẹ la sao? Ủa rồi bây giờ ngồi ấp vậy luôn hả? Ừ, ấp nó mới nở ra, nó có hơi ấm nó mới nở được cái trứng con vịt. Anh không biết gì trơn. Nó có mấy trứng nó đem vô ăn đi. Thôi, tội chết. Nghĩ sao ăn, anh chưa nghe câu là cứu một mạng người sẽ xảy ra thầy hả? Ngồi đây tới 5 trứng là 5 mạng người là. Thôi em vô nhà nấu cơm đi, để anh ngồi nắp phụ cho. Rồi, nè, nhớ ấp đàng hoàng nha, nó bể trứng nha. Ừ. Em vô nấu cơm xong em ra rồi thay phiên nhanh nha. Rồi. Rồi đưa nó chừng bể đi nha. Biết rồi. Mang nghe con, ba thương. Gán nở ra nha, Vậy à. Rồi mày làm gì trong đây nữa vậy? Đang ấp trứng. Trời đất ơi là trời, hết con vợ rồi tới thằng chồng. Ê, thì đúng rồi má. Má con kêu là vợ có ấp trứng mà vợ con vô nấu cơm mà giờ có ấp phụ. Rồi lát nấu cơm xong ra nó thay phiên con ấp. Trời ơi là trời. Sao con mẹ chính vô phước kêu gì trời. Ủa? Đã cái con kia nó khờ rồi, thập ông nội này còn hơn nữa. Ủa? Sao vậy? Đúng mà. Ôi. Tao mày muốn làm gì mày làm đi. Tao mệt quá trời, tao về mà mắc mưa nữa. Ôi về hả? Rảnh không vô ấp phụ con đi. Bà về mất tiêu rồi. Bà Chính ơi. Bà Chính à, có nhà không? Trời ơi cái gì mà nó thúi dữ vậy trời. Cái gì mà nó thúi dữ vậy trời, bà Chính đâu rồi, cái gì mà thúi dữ vậy? Con làm gì vậy Liễu? Đập trứng rồi. Trời ơi, nó thúi gì mà thúi dữ vậy Liễu ơi, cái gì vậy? Ấp trứng nó hỏng ấp cho cái nửa tháng nay rồi mà nó không có nở, mà nó thu nó nghe mùi. Là ai chỉ con? Dạ ai chỉ con làm vậy? Vậy con thấy con vịt nó ấp được thì mình cũng ấp được thôi. Vậy đó con phải vậy đâu Liễu ơi, trứng vịt là để cho vịt nó ấp chứ con người mình đâu có ấp trứng được con. Ai mà biết, con tưởng đâu con ấp được chứ. Thôi đi lên đi con, coi đi, nó chưa nở mà. Con ấp hoài nó cũng vậy à, nó thúi mà, nó chết hết rồi nó mới thúi. Ủa gì hả? Ừ. Thôi cô hai đừng có xạo. Cô nói thiệt luôn đó. Thôi bà hai đừng có xạo, ấp thì nó mới nở được chứ trời. Gì không sao vậy? Trời ơi, tôi đi ngang nhà bà kiếm bạn vô chơi đi ngang, nó thúi quá rồi quay lại coi. Thấy Liễu đang ngồi, nó nói nó ấp chín. Trời ơi, nó thúi gì mà thúi. Sao không chỉ nó, không nói cho nó nghe? Thì tôi hết nói nổi rồi bà hai ơi. Tôi kêu nó vô mà bữa giờ hai vợ chồng nó hai phiên nhà ấp năm cái hộp vịt nên nó thúi gầm luôn rồi mà cũng không chịu vô. Nó nói chưa có nở gì nữa, nó chết hết trơn rồi, nó thúi quắc rồi. Con ở đây con hửi không mà nghe mùi thúi luôn hả? Nghe mùi nhưng mà gắng chịu. Gắng chịu là gọi nó nở ra cái gì? Nó không có nở được đâu con. Tôi biết vậy, bữa tôi kêu nó luộc ăn mẹ ra rồi thiệt chứ. Tôi nói con câu à, nó để đem con chó ra cho con chó ấp cái miếng vịt. Tôi nói là chó nào mà sao ấp được, mày giỏi mày leo vô mày ấp đi, cuối cùng hai chồng nó leo vô ấp luôn. Lên đi con, không ấp được đâu. Ôi là trời, coi kìa, nó ngồi bẹp nhúm hết trơn. Ôi đi tắm rửa. Ôi. Đi. Ôi.
ai mà biết đâu, tưởng đâu là nó sẽ nở. Không có nở được. Nở cái gì? Chị trừ ra là có dịch. Mẹ có con á. Bởi vốn là con muốn có con là con phải tự đẻ ra. Cái này là dịch trắng mà, phải dịch lộn á, nó có con sẵn á. Rồi mình lấy gom, mình cho nó nóng nóng nó mới nở. Rồi con chừng nữa thì con đẻ ra con người chứ không phải là ấp cái này. Chán cả muốn nói luôn mà ơi, thiệt á. Kêu giữ con dịch mẹ sao mà dịch đi mất tiêu rồi. Đúng mắt rồi. Vợ thì khờ vậy nữa, thằng chồng nó còn tệ hơn vợ nữa. Thì giờ nồi nào ấp vô nấy thôi chứ giờ biết sao giờ. Dạy dạy nó đi, chỉ nó. Trời ơi, dạy hả? Dạy muốn thụt lưỡi luôn rồi đó mà nó cũng chưa nghe nữa. Thôi đem ra vô nhà. Dục luôn. Dục đi, dục. Đem vô nhà nó thúi âm nhà. Không ăn được nữa con ơi. Dục hả? Ừ. Ôi là trời. Dục luôn. Còn cái mà thúi âm luôn rồi. Giặt đồ ra sạch sẽ, tắm rửa, gội đầu, gội gì ra con ơi. Thấy nhà đó mẹ. Thấy rồi nè. Từ con ơi, từ con ơi. Nắm vô cái này. Nè. Coi, có chân. Từ, em từ. Lên, xã ơi. Ê. Từ từ con. Từ, đừng có kéo quá. Rồi. Đem xuống luôn. Để dưới nước nó trôi thì sao? Đó. Trời đất ơi. Cái xuồng để ở dưới. Rồi móc cái sợi dây lại là đâu có cần trôi đâu. Ủa gì hả? Ừ. Để xuống đi, ai mà để giữa được bắt nhân vậy? Ôi, thấy chồng bay. Rồi, chạy vô. Cột lại mà. Cột lại. Ba ơi. Ba có nhận ba ơi. Ba còn sống hay ba chết queo ba ơi. Trời đất. Ba ơi. Ui, ăn nói gì kỳ với con. Cái gì vậy em? Kêu ba. Ôi, vô đi, vô đi. Ba ơi. Anh Xui ơi. Ờ, tôi đây. Ba. Ba ơi. Nhớ ba muốn chết luôn nha. Gái không gái. Ô, nó khỏe không? Trời. Có chồng có con. Sao mà lóc chóc. Con chào ba nó như vậy à. Có như con nít vậy đó anh ơi. Nghe cái tiếng nó hoài là tôi biết nó về rồi đó. Bữa nay về hôm nay thì tao nói hai vợ chồng nó thờ như con nít vậy đó. Nuôi nó giống như nuôi hai đứa nhỏ mà cỡ 3-4 tuổi vậy đó. Đi vô nhà. Nó vậy con trưởng thành rồi chứ bộ. Vô đi xuôi. Ơi, lâu lắm rồi mới cho nó về đó. Không, đi vô đâu lắm. Ơi, có khỏe không? Trời ơi, bữa nay đánh vỗ chị Xui. Má đi tranh thủ đi từ hồi sáng sớm đến giờ tao nó bơi xuồng đi. Quá trời cái con không cái dài. Mỗi khi đi bộ nó còn nhanh hơn. Cái dòng sát má nó đi bộ chịu lâu rồi. Đi xuồng nó cũng hẹp lắm, khó đi lắm chị Xui ơi. Mà sao lâu rồi cái kênh này nó không có đào lên vậy? Cái kinh này kinh nước cuộn mà cho mà xới lên đâu. Ôi là trời, xới lên cái là cho tao biết cho tao có nước tao vô tao mua ruộng chứ để cái này là kỳ cục vậy. Vô hết nữa. Có. Đi vô đi. À. Đồ chúng là chị Xui. Ờ bà đáp kia nữa là chị Xui. Trời ơi. Rồi bữa nay anh tính nấu nó anh nấu gì anh mời khách với anh cúng cho chị Xui. Sáng giờ tôi cũng chưa có mà nấu nướng gì hết trơn á. Trời đất ơi ha. Bởi vì đàn ông mà có nấu nướng gì được đâu mà. Bởi vì bữa nay tôi qua sớm thì tôi nấu nè. Không, bữa nay mình nấu đám cho mẹ cho. Gì? Đây nấu đám cho mẹ cho. Bà muốn nấu mấy món? Ba chắc năm nay chắc cho là ba đãi sẽ có 5 món á con. 5 món hả? 5 món hả? Bởi vì đi xíu đi chợ nấu cho. Thôi vậy con đi chợ đi, con nấu, con nhặn nấu đi ha. Dưới đây có hai vợ chồng nó nấu gì, tôi với bà Xui đi mời dưỡng năm nó bảnh giùm nè. Chưa mời luôn nè. Chưa. Ừ, bà Xui qua, tôi bà Xui đi vòng vòng sớm rồi mời luôn. Không anh nói sớm tôi ghé nghe tôi hú cái bọt mà trời. Thôi bà với má đi mời bà con dùm sớm đi. Để con đi dẫn con đi chợ. Hai chồng đi chợ rồi, bữa nay đẩy má 5 món. Thôi vậy hoa. Tôi với lại anh Xui đi rồi. Hai đứa nhà giữ nhà nha. Hai đứa đi chợ đi. Sắp xếp bà con nấu nướng cho ba nhà nha. Ba với bà Xui đi mời Dũng Tư, Dũng Năm bảnh nha. Đi bà Xui. Bà ta nói anh Xui vậy mà dòng họ Xui đông dữ vậy trời. Mình ở thôn quê mà bà con dòng họ vòng vòng đây không à. Mà hai đi sớm mai vậy thôi mà cũng mấy tiếng đồng hồ á trời ơi. Chỗ mình vô mình nói tâm sự chút xíu là nó mất thời gian vậy. Liệu nó tới đâu rồi đó. Liệu ơi. Thắng ơi.
Dạ. Ơi, nắng quá trời nắng rồi. Dạ con nghe nè mẹ. Còn món nữa xong rồi. Cái gì? Còn món nữa xong rồi. Trời đất ơi, nấu gì nhanh dữ vậy? Dạ. Như lẹ có 5 món lẹ mà. Còn nấu có theo ý ba không vậy? Thì có món nhà đầu tiên món khai vị nè. Ba món chính với món tráng miệng. Hay với ta. Không gái tôi bữa nay giỏi ta. Thôi vậy rồi vô chuẩn bị đúng ý ba. Cái lát nữa sắp tới rồi mình dọn mình đãi khách. Dạ 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 dạ. Vô chuẩn bị nha. Thôi đốt nhang cho hết chưa? Dạ đốt nhang cho hết rồi. Có gì giờ ba coi khách tới rồi xong dọn bàn nha. Anh dọn lắm đi anh. Rồi rồi khách cũng giác này cũng muốn gần tới rồi đó con. Có chuẩn bị á. Trời ơi. Con sách chén chưa? Chén đủ lại nha. Khách vô tới rồi đó. Ủa? Chồng có về, đang luôn rồi sao cũng mình xí nhộn lên cho mọi người. Tôi má chồng liền. Đi quên dạ. Ngồi đi chăng, ngồi đi chăng. Dạ. Chồng con gì chưa? Em chưa, em còn độc thân. Đây. Rồi. Ủa, chị Liễu ơi. Dạ. Trời ơi, đi cái vụ về hả? Dạ, mới về. Ba con đâu, ba con đâu? Dạ, ba với mẹ con qua sao? Về đám giỗ mẹ em. Ơ mười. Ủa. Ủa gì sao? Ủa? Ai mời báo ba vậy? Dạ con mời. Trời đất ơi. Vô duyên mà trời đám thiệt không mời. Ủa đi bằng cái gì qua mà nó mà hiểm. Trời ơi đi bằng chiếc xuồng ba lá. Kè sợ cho thằng đó. Nên là đội nó mà hiểm nè. Ủa đi xuồng ba lá không sợ cho anh lâu quá. Trời ơi hôm bữa hả tao bơi xuồng hả tao thấy nó bắt trên ở trên lộ á. Trên lộ xong rồi xuống dưới bắt sao? Trời đi xuồng nữa nó sẽ tự thấy bữa nay nó khùng các bạn. Mày sao sao rồi đó. Trời ơi, thấy đường xa xôi lắm. Trời ơi, đồng dưa. Trời ơi, có đèn quà nữa nè, gọi đánh cơm. Cái gì sao? Nước ngọt hả? Nước ngọt hả? Không, nước mắm nhà làm 20 năm rồi đó. Nước mắm 20 năm rồi hả? Ừ. Ôi, sao bị chuối không? Nước mắm càng để lâu là càng ngon. Đúng không? Ê, đừng cúi ra, đừng cúi ra. Đừng cúi ra giờ, xíu để chậm đi. Con ngủ quá, quên ngủ nó nè. Rồi. Con gái của tôi á là mọi người. Con gái tôi giỏi lắm. Rồi mời mọi người nha. Khai vị. Món khai vị là món trứng chiên ha. Vậy mọi người dùng tự nhiên nha. Ê Phan đi bán dừng đi, dừng đi, dừng đi. Ủa chứ phải là khai vị tứ bủ mà chả lùa, chả giò đồ tê rồi hả? Không, sao dở quá. Bây giờ sao ăn chả lùa chả tê chứ sao đi đám lần nào cái ăn cũng ăn chứ không? Đúng rồi. Thành ra được bị ngán. Cái đâu mình phải đổi con gì chứ lạ xíu. Mình ăn chứng chứng ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiện nữa. Cũng đúng. Nhiều quá dầm dầm hãy nghe. Rồi, ăn rồi dùng quán miệng nha mọi người. Dùng quán miệng nha mọi người. Dạ, dạ. Dạ, con chứng em làm đó. Tại nó hơi đen chứ tại giờ sáng nó bị khét. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, bây giờ em lên món chính luôn nha. Rồi, 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 rồi lên món chính nha. Lên món chính chính người nha, món chính người như đại sứ người nha. Lên đi con, lẹ đi con. Rồi, rồi, rồi. Năm nay rồi. Cái gì nó nấu lắm, mấy năm trước kia mẹ nó đó. Trời ơi, con Liễu chứ nó giỏi lắm, nó chịu làm lắm. Rồi. Đây là món chính rồi kìa. Ủa? Rồi. Món chính rồi mọi người. Đây, để mọi người món chính nha. Dạ. Món bánh. Mọi người dùng tự nhiên. Bánh trứng, bánh trứng. Bánh gì là sao? Bánh trứng. Bánh trứng. Dạ. Cái này là trứng này là con trộn với mì tôm á. Con chiên lên cái là con đem ra con chấm với từng ớt, với nước mắm. Trứng với mì gói. Thì gói chọn cái trứng chiên lên thành bánh hả? Dạ. Ủa, ăn vậy nó mới lạ ngon lắm. Đúng rồi sao? Nếm nếm vừa ăn lắm. Dạ. Rồi hồi đó giờ cũng chưa ăn này nữa. Lạ nè. Không sao đâu, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Ăn thử miếng đi mọi người, ăn thử miếng đi. Rẻ biết chuyện là đóng tiền nữa. Chứ giờ ăn không có hết đâu. Thôi mọi người ăn đi mọi người. Mọi người dùng đi mọi người ơi. Trời, không, chuẩn bị tí món né.
mọi người ăn đây còn món né nữa mọi người. Ăn rồi xong rồi tới ăn món né cho mọi người nha. Món né đó. Ừ. Cất cái này trước đi, xíu đợi con dâu tôi. Dâu tôi làm gì cái bất ngờ lắm. Trời ơi, bây giờ mình ăn cái món chính rồi xong mình tới né xong nha. Cũng được, cũng được. Dơ dơ. Ăn đi ăn luôn rồi. Dừng đi. Lẹ lẹ đi con. Đây đánh dỗ của má con, cảm ơn vì sao cũng chơi. Thôi mọi người đến chơi nha. Vậy vậy liệu hết xấu quá. Không biết là hai bạn. Rồi, mọi người ăn đậu xào nhé, đậu xào với mọi người. Rồi. Rau muống xào trứng với lại trứng hồng đào chấm nước mắm. Rồi, rau muống xào trứng với lại hồng đào chấm nước mắm. Một cái gì ngon ăn ngon miệng á. Rau muống mà sao xào trứng được vậy trời? Là thường là củ qua xào trứng hay là bầu xào trứng? Ăn muống lạ miệng. Ở muốn xào tỏi không á, bình thường có trứng nhập con nữa nha. Ừ, đừng tí với trứng hồng đào nè, cái hồng đào được con lắm. Cái nước mắm nữa, sáu đem qua đó. Lạ lạ lắm, mọi người dùng đi, ngon lắm. Cảm ơn em, chị gấp cho em nha. Thôi sao, ăn sao. Dạ, dạ, ăn ngon cho mọi người nha. Ngon, ngon của chị Liễu rồi. Ngon của chị Liễu ơi. Rồi. Bây giờ bữa nay con ớt thì nhiều món ngon món. Con ớt to to món to món. Là món này là món đặc quyền của con luôn. Chị Liễu nhà mình kiếm tay. Dạ đây món này không mới nha. Món món mới à? Món này mẹ nhìn thấu nhất lắm. Dạ mẹ rất lắm. Dạ giờ đi. Món này có bánh mì nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay dữ. Theo mới cho mọi người nha mọi người. Món này có bánh mì nữa. Món này có bánh mì nữa. Chắc bột khoai có bánh mì á. Ngon mì á mọi người. Rồi món kho tới rồi. Bánh mì con bóp nát bánh mì gan trộn với trứng con kho chung. Ủa chứ không phải là bánh mì chấm bò kho hay là bánh mì chấm cây ghi vậy? Không, cũng là kho nè, trứng kho đó. Là bánh mì trộn chung với trứng luôn, bánh mì cũng mất diễm rồi. Sao mới trộn với trứng luôn, kho chung với trứng luôn. Mẹ ông sống mẹ nó con lắm. Nãy giờ bốn món rồi mà chưa thoát khỏi cái trứng của con. Cũng lên được, nó không nở rồi đâu. Chứ trứng chịu chân. Ngon mẹ. Ủa là ăn đi mọi người, dùng miệng không miệng không miệng mọi người. Bữa nay con mới cơm lên cho nha. Với lại là con chưa bị thật rồi, ăn đi mọi người, lên món né luôn. Nghe mọi người lên món né luôn mọi người. Rồi ghé ăn nha mọi người nha. Đây em đây 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 chụp lên món né cho mấy đứa luôn. Dạ. Né nha, né nha. Né rồi đó. Rồi né 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 ra đây. Rồi mọi người dùng cơm nha. Cơm cơm. Cơm cơm. Cơm nha. Rồi. Cơm. Dạ cho mày lên né luôn hay sao? Rồi rồi lên né đi. Lên né đi, lên né đi. Thôi ăn ăn cho hết đi rồi lên món né. Thôi mình ăn cái này xong đi rồi từ từ muốn gì mình ăn. Cho sáu mượn cái muỗng bơ cơm. Rồi. Rồi. Mọi người chuẩn bị ăn né cho mọi người nha. Vậy là có lẩu ăn rồi đó. Có lẩu, có lẩu. Chứ lẩu này sao tí nữa. Né trước, né trước. Né né. Né trước. Rồi. Cái né không con? Không có, tại vì cái không có gì không xoài á. Không, cái gì nó không có gì. Anh nói nhạc. Nhiều bò, củ ba. Ở chảo này. Đúng rồi. Được rồi, đợi xíu nha. Bây giờ sao mặt lên chưa hay là đợi con kia xin gì? Bật lên đi, con còn xong rồi. Ok. Ôi vô có miệng nha mọi người. Có gì làm ở đó Sáu ơi. Vô miệng nha. Được. Có chồng chưa? Dạ chuẩn bị có chồng hả? Tháng sau nó hỏi đó chị. Thì nào nó hỏi mời chị vào dạ. Chơi. Rồi chị mời chị qua chị nấu giùm em mấy món nha. Rồi. Dạ, chị. Món gì, món trứng cái gì? Dạ trứng này chị. Trứng này trứng gì tên gì? Ngon không? Dạ ngon. Cái này là trứng với mì. Dạ. Còn này là bánh mì trứng. Wow. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đợi xíu nha. Trời ơi. Rồi, cho bò nha. Nha kìa. Củ ba. Đây. Đây. Wow. Món này là món gì vậy? Cái gì vậy? Dạ, làm gì vậy? Hả? Bò gì? Chị làm gì vậy Léo? Thì nãy nói món gì? Bò đâu chị Léo? Hả? Bò gì? Né, bò này kia mà. Pha nó bò né đâu? Cái này là trứng né của Hoa. Né hả? Ừ. Mà dùng cái này á. Trứng né của Hoa là?
Sao giống củ hoa xào trứng quá vậy? Không, cái này là trứng né nha. Hồi nãy sao làm gì? Né? Ờ thì đó là trứng né đó. Bây giờ bò né là xưa rồi, ta ăn trứng né. Đúng rồi. Củ hoa nè. Cái gì? Cái thôi trời. Mọi người ăn thoải mái đi nha, tự ăn tự nhiên nha. Cái này giống cái sao? Ủa, là bỏ bỏ nhà nãy giờ là bao nhiêu món thôi trời? Cái này giống cái gì? Ngoài trứng cho bà ta. Cái gì? Cái gì? Năm rồi đó. Đây là 5 món rồi đó. Ôi, đừng có ngon đi mọi người nha. Không có gì vậy luôn. Trời ơi, trời ơi. Món gì vậy? Ôi, dùng đậu món né nha, né ngon mọi người. Đang làm. Chắc là ngon. Ủa, mà chị Liễu ơi, không có gia vị hả? Hả? Không có gia vị. Chả nước mắm gì em? Giống nước mắm. Hay quá ha. Ủa? Rồi, trời xuất sắc. Ôi, ngon miệng nha. Ngon quen, ngon miệng nha. Thơm quá ha. Có lẩu kéo quá. Có lẩu kéo quá. Cái này không biết là khách là mấy chị Liễu làm. Con lẩu nắm được. Chị ăn sao lên lẩu vô mọi người? Lẩu hơi sợ. Rồi, lẩu cái gì mụn bà. Rồi, lẩu nha. Để cho soi bà. Lẩu lẩu cua đồng. Có mặt cái này kìa. Lẩu bò. Anh ơi đem gạo lên ơi. Gạo gì vậy trời? Đây nè mọi người, gạo. Gạo luôn em, gạo luôn nha mọi người. Gạo luôn hả? Cái gì vậy Liễu? Hả? Cái gì vậy? Lẩu trứng. Lẩu trứng là sao nữa bà nội? Thì lẩu này với trứng rồi em thường trời nêm gia vị. Ăn ngon miệng nha em, bỏ bỏ gạo vô. Chưa xong. Nó chưa xôi, Ăn gạo, ăn gạo. Lẩu này dạ nó ngon, lẩu trứng. Quá bỏ gạo vô là được à. Lẩu trứng rồi có thêm cà chua nó ngon lắm. Có hành nữa nè. Bao nhiêu? Em mà ngon mà, trứng bỏ hay trứng liếu là trứng. Trời, cái gì đây? Cái trứng không có cái gì khác mà trứng nó trời. Thôi dùng với mọi người nha, dùng con miệng nha. Ồ, nhìn lo quá trời. Anh ơi, để tráng miệng đi anh ơi. Ủa, miệng đi. Mọi người nghe về ăn đi, mọi người ăn ngon miệng. Anh ơi, tráng miệng đi anh ơi, cho mọi người ăn luôn đi. Trái cây, nho nè. Trái cây, chùm chùm. Rồi, mà mọi người dùng tráng miệng nha. Cảm ơn. Cá miệng nha mọi người, cá miệng nha mọi người. Rồi không câu đâu. Hả? Sao lại chín hết rồi? Dạ. Cái gì vậy bà? Hộp vịt lộn với rau găm. Hộp vịt lộn rau găm là sao? Chán miệng mà. Chán miệng ăn miệng nè, ăn với rau găm nè. Ủa nãy giờ trứng nhiêu đó chưa đủ hay vậy? Không, trứng này khác chứ. Khác gì nữa? Thì hồi nãy là trứng này là trứng bình thường, trứng này trứng có con, trứng này có vịt lộn. Trời đất ơi, má ơi má. Trời ơi, tao dòm cái trứng mà tao nổi da gà cục cục luôn này nè. Không, cái này có thịt rồi nè. Sao không, mày đứng nhà ba con nhiều lắm, ba con chủ là dịch mà. Tiếng mà tôi ăn hộp dịch lộn. Biết mà nha, ba mày chủ là dịch rồi mà mày đãi cái món khác không được hả trời. Ví dụ món khác mày có món trứng, có món khác không? Có nhân miệng khác nữa. Ừ, nhưng mà đãi vậy đi. Rồi. Món cuối cùng đi mọi người ơi, vậy là khác trứng rồi đó hả chị? Khác rồi. Trứng với chuối khác nhau mà. Ngoài sao giường á, có mẻ vô. Đây nó nghe nè. Ví dụ ngoài cái trứng ra là ngoài cái chuối ra không có chùm chùm. Rồi không có nho, không có giải hả? Có món khác nữa, có món món ăn lạnh. Lạnh là gì nữa? Xin tố trứng. Thôi tôi lại mày cái trời ơi là trời. Ở trong cái thực đơn trong đầu mày tối ngày là trứng không hả? Hay là sang khổ qua dòng trứng không? Trời ơi. Liễu ơi, bà chính đó, bà chính. Không biết nói ăn gì chứ. Cái sự bất lực của tôi rồi. Trời ơi là trời, ngoài mấy cái này ra người ta đãi cái gì mà khai vị là trứng, rồi trứng xào, rồi trứng né, rồi trứng luộc, rồi bây giờ hả? Trứng nhầm nước mắm. Rồi bắt đầu chuyển qua là hả, ăn chuối. Thôi dùng đãi đi, dùng đãi ngon 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 mọi người. Không,
Thôi giờ sao giờ không cả. Dùng nha mọi người nha, dùng nha. Thôi dùng con miệng. Mệt quá ai dùng tôi đi về. Mệt quá trời ăn uống dùng gì đâu. Tôi chai mắm đây. Chai mắm nãy đưa đó. Con đem đổ ra trứng hết trơn rồi. Trời đất, thằng Dùng ơi. Đi đánh con cơm không ăn được con què vậy chứ. Đi nghe trứng nè. Thôi mẹ, con thấy trứng không nổi dài cục 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 này nè. Đó là trời, hằng ngày ăn trứng chưa đủ hay gì. Số lợi làm bánh ăn sẽ ăn nha. Thôi đi đi. Để lại con nửa tiếng nha. Chứ vậy? Để chạy đầu ngô lùm trứng cái vô trong rồi ngô làm bánh ăn trứng nha. Thôi bà cứ lội nghỉ luôn đi, dẹp luôn đi. Mệt quá ăn uống gì trơn á. Về à. Trứng gặp như con, hết luôn rồi. Đồ ăn ngon rồi ba, thấy đồ ăn ngon mà. Trứng ngon mà. Thì ai chồng mày ngon đó. Thôi dùng đi mọi người, dùng đi mọi người. Nghe. Tự nhiên mọi người. Má em hừng đông đi ngoại tình, tí em hừng đông đi ngồi gần. Má em là một dân chơi, tí em là dân bay. Hên quá em là nông dân. Ê, ở sao? Đi đâu ạ? Dạ, đi đâu ạ? Đi ra đeo cuốc còn chậu. Đất ơi, bữa nay rồi gắn cái trên đầu nó gì mẹ. Cái gì vậy? Ồ, cái này là cái con đi nè. Hả? Sao đâu vậy vậy? Ừ. Mới đi trên chợ về. Chợ về hả? Đi đâu cái gì vậy? Uống gì vậy? Cà phê muối á. Cà phê muối, cà phê sao? Mới về à, ngon á. Uống không? Ôi ngon ghê. Ngon ghê nha. Mua trên chợ á. Ôi, hơn đi nha. Ít ba chè xiên nha. Ít. Quên đem cái nước cho chồng rồi. Ở ra mới bây giờ chồng quên chứ chắc. Ủa? Sao nó đem cuốc ra cho chồng mà tự nhiên đi về chi vậy? Con quên đem cái nước cho chồng rồi. Trời ơi. Cốc chưa lắm, uống cà phê bông hoa cho. Cái gì? Uống cà phê bông hoa cho. Tự nhiên giờ cho uống cà phê gì? Ừ. Cà phê, mà gì sao nó cà phê muối ngon lắm. Mới cho uống thử là ngon lắm luôn. Cà phê muối là cà phê gì? Ừ. Là cà phê muối. Cái giống là nó nghe. Uống cái này là được không tết. Bàn tay em là bàn tay yên khéo, em pha cà phê cho bà và chồng em. Ôi, để con pha cà phê muối cho mẹ uống, đảm bảo mẹ uống xong mẹ sẽ khen con. Em pha cà phê muối cho bà và chồng em uống à. Bà uống xong bà sẽ khen à. Em tàn 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 tàn. Cà phê muối. Đúng rồi. Cà phê muối là mình phải bỏ muối mới gọi là cà phê muối. Ôi sao mình thông minh vậy trời. Vừa đỡ tốn tiền ra tiệm mà còn vừa tiết kiệm, mà còn được bà già chồng khen nữa. Ôi ngon á, uống xong là má khen con luôn. Thì không á. Thiệt. Rồi. Thơm ha. Cà phê mà, cà muốn mà. Má ơi, trời ơi. Cái gì mà mặn lè vậy? Thì cà phê muối. Ơi, con muốn thử đi. Thử đi. Có uống cà phê đâu được đâu. Trời ơi là trời. Mày coi ngon không mấy? Ngon quá không? Thôi báo luôn á. Cái gì mà mặn lẹ? Anh Tâm Thiên Đụng ơi. Cái gì vậy? Cà phê muối. Trời ơi, bịch muối tao mới mua sáng luôn á. Quý vậy? Ơi là trời, Liễu ơi là Liễu. Ai biết đâu. Con dâu ơi là con dâu. Ơi, học ở đâu ra vậy? Hồi sáng lấy gì sáu cho uống thử ngon lắm. Trời ơi là trời. Chính ơi. Ủa, đang làm gì vậy? Chắc bà hay lắm. Gì? Trời ơi. Con lắm, uống đi. Cái gì vậy?
cà phê muối. Bà dạy nó đó. À, con ông anh con mỏ má ơi. Gì vậy? Cái gì? Gì vậy? Con nó cái ăn mỏ kìa. Ôi. Cái gì cây gặp cà phê muối gì vậy? Thì bà dạy nó nè. Đó, em có dạy nó đâu. Sáng thấy sao uống cà phê muối ngon lắm, con về con làm thử đó. Bà cố nội ơi, cà phê muối đó là em mua ngoài chợ. Người ta có công thức người ta pha. Mày tự động về mày làm hả? Nè, thử nó cà phê này bỏ muối vô là trời ơi là trời, bà cố nội ơi. Nửa ký muối tôi mua sáng. Muối à, bà bỏ muối với cà phê bà là thành cà phê muối. Trời ơi, sao mà mày khờ dữ vậy liệu? Không biết nó khờ thiệt hay khờ giả nữa. Cà phê muối à, của người ta là hả, người ta có công thức người ta đánh lên này kia này nọ các kiểu nó mới ngon, nó mới thơm. Sáng thơm ngon không? Ngon. Cái này thử chưa? Ôi, thử chưa? Ngon quá trời ngon luôn. Hết nó nổi rồi. Mặn lè. Ngon, đi đem nước cho thằng chồng con nha. Rồi đem nước gì cho nó nữa? Đừng nói làm dư nguyên một hũ cà phê muối nữa nha. Không có. Cái nước gì? Trời ơi là trời. Chị ơi, chị không biết sao tôi nói được nó luôn á. Sao bà. Ôi bà nội này này trời, sao bà ở được cái đó bà hay vậy? Thôi mà thôi kệ, nó cũng thật thà dễ thương. Bà nội đi vô lấy cho tôi miếng bột ngọt coi. Đi trong lấy đi. Ôi. Chiếc xe đó mới mua em về em sấy nhậu. Sấy nồng xong đến cả chị còn cây ba. Chồng ơi. Ôi. Em nước tới nè. Để chiếc xe này không có an toàn, lá bọn quỷ bọn ma nó lấy rồi sao? Để trên đây thì nấu cha mà lấy được xe của chị. Dễ gì mà lấy xe của chị. Nghe nước lại nè. Uống đi. Tình ăn ra trễ vậy? Hả? Tình ăn làm gì ra trễ vậy? Mới làm cà phê cho má. Ủa nè, biết làm cà phê luôn. Ừ. Cái này cà phê muối á. Cà phê muối hả? Ừ. Để dòng thử miếng nha. Cái gì mà mặn chát vậy em? Cà phê muối. Em quậy cà phê muối, em quậy sao mà mặn chát vậy? Thì cà phê bỏ muối cho. Ngon mà nó hơi mặn nha. Về bỏ thêm miếng đường. Ờ. Xe sau khi vô anh nhổ mấy cỏ này xong rồi anh vô. Uống không? Không. Vậy với anh đã khác rồi, anh khác rồi. Thay hôm trước nha. Ừ. Chồng ơi, vô lấy xe giùm ơi. Xe dính đây luôn rồi. Rồi bà làm cái trò gì mà xe nó lên tới trên đó vậy? Thì hồi nãy em sợ ăn trộm nó lấy cho nên em xe em để đây cho nó an toàn. Ở đây đồng ruộng không mà trộm nào mà lấy. Rồi em lấy xuống có được. Rồi hồi nãy bỏ được xong mà lấy xuống được. Đỡ cái bánh đi. Bẻ ngược lại. Đúng rồi. Bẻ nữa. Trời ơi, bẻ cái bánh chứ không phải xay cái bánh rồi đội ơi. Đúng rồi, bẻ cho thẳng lại mới ra được. Mệt quá. Rồi, xì bánh luôn rồi. Ủa? Tôi xẹp bánh luôn rồi. À, mệt quá. Dắt về đi. Không về nha. Ừ. Sao mà
Sệt nét đi ha. Ô ô ô, chị Liễu, chị Liễu. Ô ô, chị Liễu. Hả? Làm gì vậy? Đang thổi bánh xe nè em. Sao bánh xe xẹp mà không đem... Xuống phụ chị thổi đi. Nè, bánh xe nó bị xẹp. Bánh xe xẹp sao không đem vô tiệm ấy mà... Xẹp thổi cho nó lên. À, à, thổi nó không có lên đâu. Đem vô tiệm cho người ta bơm, thổi nó không có lên đâu. Ờ, đi bơm hả? Ờ, à, đúng rồi, vô tiệm là người ta bơm nè. Chị chạy bấm bánh xe này nè, nó mới lên. Chị chỉ hỏi chị biết nào mới lên. À chị chưa? À chị đây. Nó lên đi à. Hồi nãy nghe được nói mình á, là vô tiền. Chạy bơm gì thì nó mới lên. Có mắc gì mình làm cái nhà cũng được, mới có ra tiệm gì đúng tiền trời. Sao không lên ta? Ủa? Ê! Mày làm gì vậy? Dạ, đang bơ bánh xe á sao? Không, thằng Trường Ngang nó nói á là cần phải bơm bơm gì nè. Là nó mới vô. Rồi mày cái này làm gì? Thổi cái bánh lên, đút cái cho mày hả? Bà cố nội ơi, bà cố nội. Trời ơi, thằng Trường Ngang nó chỉ mày á, dặn chiếc xe đi vô trong tiệm, người ta có cái máy bơm, hiểu không? Người ta bơm như gì nè, chứ không phải là mày lấy cái thép mày bơm như gì rồi mày thọc kéo mút vô trong đây mày bơm. Mày hiểu không? Sao mày khờ quá vậy? Lẹ tiệm bơm. Ừ, cái tiệm người ta có máy. Kêu làm gì là vô chứ. Sao mày vô được? Cái bánh xe mày thổi gì mà biết chừng nào? Mày thổi biết chừng nào mà cái bánh xe nó mới căng lên được. Hiểu không? Trời ơi, sao mày khờ quá vậy trời? Ờ, hiểu rồi. Đi đâu về vậy? Đang chạy ra tiệm mới đưa nước cho chồng. Rồi đem chơi đi, đẩy ra tiệm đi. Ôi con này nó khờ thấy sợ.